chúng tôi ngồi tỉnh để có cho ẩn núp á. Thì đến đây là có cái lô cốt bự lắm, tụi tôi mới núp trong này. Ông Thẩn, ông Vàng, ông Phan Đen nữa, tất cả 5-6 ông bác sĩ nhập ra đây nằm ở trong cái lô cốt bự. Nổi, chìm sâu dưới nhưng mà có nắp ở trên. Rồi ra nữa. Rồi cái là ông Phận ông xạo ông nhảy ra ngoài. Cái là bom nó dập, cái là ông chết, cái ông chàng rồi đứt cánh tay. Đúng đúng đó, ngày đó là ngày năm Tây phải không? Ngày năm Tây tháng Giêng năm 75. Vậy cái chỗ này là nè nè. Ông Hạnh ơi. Cái đường này hồi xưa gọi là đường gì? Đường Hai Bà Trưng. Không, đường của nó đó. Hai Bà Trưng, nhưng mà đường mình đang đứng nè. Đó là đường Hai Bà Trưng. Còn đường này là đường vô tòa tỉnh, không có tên đường. Không có tên đường. Xuống dưới á, ngay chỗ nhà thờ là đường Tự Do còn nguyên á, hãy còn tên vẫn còn nguyên cái tên cũ. Đường Tự Do còn đó hả? À còn. Hay á, mà để cho Tự Do là còn. Còn này á. Tự Do bỏ rồi, Tự Do. Tự Do thì không có gì quý hơn độc lập Tự Do mà. Đây là tiểu khu đây. Tiểu khu đây. Bây giờ nó dẫn đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng này kia sao bỏ được? Hai Bà Trưng này không gì để đổi. Đó thì làm việc ban ngày đến đây làm việc. Còn tối thì về đằng này. Rồi vô mình đi tư khu ở chỗ ăn ngủ vô nhậu nhẹt của ông Phẫn ra đây. Đây, mình xuống đây 5 6 tháng. Ông chỉ lần nữa cho có khoảng nào đâu. Chỗ nào massage chỗ nào đâu. Đâu, chỗ nào ông định danh coi. Ông vô hoàng ngay gần ngã tư Hai Bà Trưng lại đây rồi đây thôi à. Cái lô cốt nằm bên đây nè, ông phóng ra đây nè. Ông nghe tôi, ông đừng phóng ra, ông không có chết. Rồi.